Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Xin mến chào tất cả các anh em đam mê ngành hàng nội địa Nhật trên toàn quốc. Và đặc biệt là những anh em luôn có mặt đồng hành, ủng hộ ở trên kênh của em. Và có những cô gái rất chi là xinh xắn và những chàng trai rất chi là đẹp. Đam mê về các ngành nội địa Nhật. Thì ngày mới thứ ba, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2024, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương xin mến chúc tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc thành công về trong công việc, gia đình là hạnh phúc và kiếm thật nhiều tiền để thỏa sức đam mê những cái ngành đam mê riêng của anh em chúng ta. Thì như thường lệ, đi vào kênh của em sẽ có cái trò chơi game show mini nho nhỏ để gửi gắm cái phần quà là không đồng đến mọi miền Tổ quốc cho anh em. Ngoài ra thì còn có tờ vé số để chơi số cũng giống như là trúng thưởng. Nếu mà các bác trúng càng nhiều càng tốt. Thì đây là cái bảng phát tài phát lộc của em này. Và có số điện thoại mua hàng nhanh nhất cũng giống như là quen thuộc 0345 848 234. Và đồng thời là các thông tin cơ bản của em ở đây, ví dụ như Facebook, YouTuber và STK, tức là tài khoản và ngân hàng. Và tên em chỉ có một tài khoản nhanh duy nhất các bác nha, bao nhiêu năm nay. Thứ hai nữa là về phần quà. Đấy, thì phần quà này là phần quà cái đôi loa Sony đây. Đấy, em đã xoay về ngoại hình cũng giống như là test chức năng để cho anh em gửi đi không đồng cho anh em rồi. Thì em đã khui cái tờ vé số này, đang có cái nếp gấp nguyên các bạn. Đây. Đấy. Đây các bạn. Dãy số là 591, ghim ngày 29 tháng 6 năm 2024 rồi các bạn. Và là của X nước lợi nhà thành phố Hồ Chí Minh. Đây các bạn nha. Thì em đã khui như thế này rồi thì lại có bác trúng rồi, rất là xuất sắc rồi. Mới được 3 ngày. 3 ngày đã có anh em trúng rồi. Thì em xin thông báo này, đây này. Đây là cái nick này, Google cho các bác nhá, Vân T. Tên rất là dài. 22 giờ trước em vừa chốt xong. AQ, nói chung là đây các bác này. AQ này các bác đọc nhá. Các bác vào xem bình luận cũng giống như video rồi đọc nhá. AUSERVN1UI gì đấy các bác nhá. Đấy thì anh có cái nick này đã may mắn rất chi là xuất sắc vượt qua bao nhiêu bình luận để trúng được cái đôi loa này Sony này. Thì cho em xin địa chỉ vào cái số Zalo này anh nha, 0345 848 234, để em gửi phần quà này đi cho anh. Và em cũng xin thông báo này về vé số này các bác này. Vé số ngày 29 này, tháng 6 của Hồ Chí Minh các bác. Đây. Các bác đọc giùm em nhé. Đầu đây. 84. Tuổi của em luôn. Đuôi đây, 230. Đây, không có con 91 nào. Mà đặc biệt là rất chi là khó trúng các bác nha. Kiếm được 2 tỷ công nhận khó thật. Tiền không phải mồ hôi nước mắt cho nên rất chi là khó. Đây các bác. Rồi, cũng chia buồn với lại em cũng giống như là anh em xuất sắc đoán trúng và để thông báo cho anh em mọi miền biết là không trúng vé số. Đấy thì đây là phần quà cũ, em xin qua này. Và phần quà mới ngày hôm nay thì em xin lên một đôi loa của Victor. Đôi loa này rất đẹp các bác nhá. Đấy, quà thì em bán hàng gì cũng được nhưng mà em làm quà thì em hay chọn cái loại đẹp đẹp này các bác này. Để cho anh em chơi nó vui, nó có khí thế. Đấy. Các bác này bảo em vui nhưng mà thật sự là em vui thật. Có bao nhiêu chuyện gì xảy ra thì em cũng vẫn vui. Đấy, bởi vì không vui, không bình tĩnh thì không thể xử lý được công việc các bác. Đây là phần ngoại hình. Đấy, đôi loa này đẹp, về lau chùi sơ qua cái là trắng như ngọc trinh. Nghe hai bài đẹp, chất âm của Victor, tiền thân của JVC các bác này. Đấy, đây là đôi căng. Đấy. Rồi thì để hợp lệ với món quà cũng giống như lỡ không may mà vui mà yêu cũng giống như là may mắn mà trúng 2 tỷ tờ vé số, để hợp lệ với YouTube ghi nhận là đã đăng ký kênh cũng giống như là ấn chuông, thì các bác đi ngang qua kênh của em ở trên YouTuber hoặc là bất kỳ trang mạng nào khác, ví dụ như Google, cứ bấm lên ra học là có ở trên Google. Thì cho em xin một nút đăng ký ấn chuông ở trên màn hình tay phải điện thoại, máy tính, laptop của các bác, TV là hợp lệ các bác nhá, hợp lệ với lại nhận quà. Và đồng thời là vào bình luận chung cùng với anh em trên mọi miền Tổ quốc lâu nay đang đồng hành ủng hộ cùng với em là hợp lệ nhận quà cũng giống như là trúng 2 tỷ thì được chia 1 tỷ các bác nhá. Đấy. Em xin qua các bác này. Ok này, đẹp này.
Các bác vào đăng ký kênh ủng hộ, rồi mỗi khi YouTube đăng tải lên thì nó sẽ báo về cái chung đấy. Các bác lúc nào rảnh thì vào xem cho nó vui, và đồng thời là tán gẫu cho nó vui, và đồng thời nữa là hợp mã nào thì mua các bác nhá. Đấy. Thì đi vào video bán hàng của ngày hôm nay, em xin cảm ơn tất cả những anh em ngày hôm qua. Có những anh em ủng hộ em ba bốn đôi loa, ba đôi loa liền, và những cái món về mini. Thì đi bán hàng nó cũng giống như là một cái kinh doanh ấy. Tuy dù là rau dưa qua ngày hay bất kỳ mình làm một công việc gì to nhỏ cũng như vậy, mini vẫn là cái nguồn sống, cũng giống như là lấy ngắn nuôi dài đối với lại ngành về âm thanh. Đấy. Ngày nào cũng có đơn, ngày nào cho dù là không được nhiều, mỗi một ngày làm ra 100 200 ca cũng là làm, cũng là mồ hôi nước mắt, cũng là lấy ngắn nuôi dài. Mini vẫn là được nhiều đơn các bác nhá. Ngày hôm qua em được lên 18 19 mã thì em bán được 10 11 mã các bác nhá, 11 đơn. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em. Còn đi vào video ngày hôm nay thì em lên mã số 1 các bác này. Em lên một cái đầu Onkyo trước màn hình điện thoại của em đây là V77. Con V77 này á là sử dụng điện Nhật các bác nhá, tức là hàng của Nhật nguyên zin và nguyên bụi, điện 155 W. Chìa khóa là 4 cho tới 16 ôm, optical là hai cổng in và out. Và thích hợp thêm cổng súp để các bác gắn súp điện độc lập, các line nghe nhạc các bác này, và bao gồm anten của AM và FM. Dòng Onkyo này á thì của Japan sản xuất các bác nhá. Đấy, trực tiếp của nước Japan sản xuất, không sang nước thứ ba, nước thứ hai. Đây các bác. Và ngoại hình thì bỏ quên mất cái nút này, tức là bị rụng mất cái nút này, giống như thằng em trai nó nói là ở bên chợ Gò Tà Mâu, tức là Campuchia rồi. Đấy, còn tình trạng thì là chạy AUX, CD MD không chạy, và ngoại hình thì nguyên zin, hàng của Nhật, và bụi thì bụi của Campuchia. Đấy là 750k em bao ship các bạn ạ. Em sang bên mã 2. Mã 2 là em lên một cái đầu của Onkyo, hệ đầu đứng của FRA70E2. Con này màn hình xanh, LED xanh các bác nha. Đấy là con này á, là model là FRA70E2 của Onkyo. Sử dụng điện 100V 48W và của Japan sản xuất. Thích hợp optical hai cổng in và out để làm giải mã súp, để gắn súp điện, và chìa khóa là 4 cho đến 16 ôm. Ngoài ra là còn các line nghe nhạc cũng giống như lấy tín hiệu sang thiết bị khác. Anten của AM và FM, và đây đang còn một cái chân kim của anten của AM. Em gửi đi cho các bác luôn. Đấy. Rồi mã số 2 này, con này thì là nguyên zin và nguyên bụi các bác nha. Đấy. Có tình trạng là em đã chạy, đã test này, MD chạy ok, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop, điện thoại có thể gắn thêm Bluetooth rời ở trên Lazada mua về. FM thì full tần số 108 rồi ở trên máy và nghe ở trên cái cục này luôn. Và chép chép bass là chính, là âm 10 và cộng 10, nghe đa thể loại dòng nhạc đối với cục này. Thì con này mã số 2 các bác này, 750k em bao ship này. Có hệ thống chỉnh bass chép này. Màn hình xanh LED rất là đẹp. Em về mã số 3. Mã 3 thì em lên tiếp tục một cái đầu của Onkyo. Đầu này màn ngoại hình màu rất là đẹp các bác nha. Màu này đẹp lắm, phay này đẹp lắm. Thân hình là màu đen. Đây các bác. Con này là của Japan sản xuất, Onkyo model là FR155A, sử dụng điện 100V các bác nha, 64W. Đây là thích hợp optical để làm giải mã này, cổng súp này, 4 giờ đấy 16 ôm để các bác ghép loa này, các bác nghe để cái là thích hợp để các bác ghép này, liên 1, liên 2 cùng các cổng ăn chơi để lấy tín hiệu này, của AV này. Đây là phần ngoại hình. Rồi, màu này màu rất là đẹp các bác nha. Tình trạng con này của em đã test, CD chạy ok, MD ok, AUX ok, FM full tần số 108 rồi ở trên máy. Và chế độ chỉnh nghe nhạc
của Autosix này rất là hay, thích nghe trầm bổng thì nghe các bác nha. Mã số 3 à, chỉ có 750 em bao xíu các bác này, 750k thôi. Em sang bên mã số 4. Mã số 4 của ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của đèn ông. Đầu đèn ông này là đầu đèn ông model là ME55DV các bác nha. Rồi, đầu đèn ông này hậu đằng sau á, thì đã có những cái hướng dẫn sử dụng và cụ thể, rất chi là cụ thể ở trên này rồi. Sử dụng điện 100V 70W các bác này. Không thấy để nơi sản xuất là của nơi nào. Đây là cổng 3.1, 5.1 để dùng cho những loa surround center sub ví dụ như vậy. Hay là đây là cổng lấy video qua CD qua DVD. Optical để làm giải mã in và out. In đây, out đây các bác nha. Chìa khóa là 6 cho đến 16 ohm, đây là jack loa để ghép loa. Và các line nghe nhạc hai đầu cổng bông sen. Đấy. Thì hướng dẫn sử dụng đã có ở đằng sau, rất là cụ thể từng cổng một như thế này. Đây, các bác đừng có cắm điện nhầm nha, không có được mua của em về rồi lại bảo đen để cắm điện nhầm. Điện sử dụng của Nhật các bác, 70W lên, con này công suất cao này. Đây, tình trạng em đã test rồi các bác. CD không chạy, MD không chạy, AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop, điện thoại, có thể gắn thêm Bluetooth. FM thì full tần số nghe ở trên máy này luôn. Bát chép thì âm 10 và cộng 10, nghe đa thể loại dòng nhạc. Hàng thì nguyên zin và nguyên bụi, mã số 4. Chỉ 950k em bao ship các bác này. Đầu này nặng khoảng gần 10 kg các bác nha. Rồi em lên mã số 5. Mã số 5 của ngày hôm nay thì em lên tiếp tục vẫn là một đầu Onkyo. Đầu Onkyo này có model là FR155A các bác nha. Mà rất là đẹp này các bác. Con này là của Japan sản xuất, sử dụng điện 164W. Optical, in và out, sub 4 cho đến 16 ohm và các line nghe nhạc. Con này rất đẹp các bác nha. Chạy CD. Ngoại hình con này như mới luôn. Rồi, ngoại hình như mới, nguyên zin và nguyên bụi Nhật. Em đã test CD chạy ok, MD không chạy, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop và điện thoại, có thể gắn thêm Bluetooth rời. FM 108. Có Autosix này là chính nhạc các bác này, nút này này. Đấy, con này đẹp, CD chạy ok, không kén đĩa này. Giá em bán đẹp thì 800 em bao ship. Xấu hơn tí thì 750 cũng bao ship các bác nha. Rồi em sang mã số 6. Mã số 6 em lên một cái đầu của Onkyo của Victor, OX Q10 các bác này. Đầu Victor này là của UX Q10, sử dụng điện 100V 50W các bạn, 4 cho đến 16 ohm chở khoáng để các bác ghép loa nha. Rồi con này thì chạy full chức năng các bạn này, CD, MD, AUX, FM, tap, băng, chạy ok, FM 108. Màn hình có đèn LED cũng giống như là nhiều màu, 9 màu, số đẹp. Mã số 6 này, 400k em bao chip này, chạy full chức năng. Em lên mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay em lên một cái đầu của Aiqua. Aiqua này anh em hay gọi là Aiqua mui chè. Hệ thống này là hệ thống chỉnh nha, sao lưu này, xét xét này, đầy đủ các bác nha. Đấy, con này thì đầu Aiqua MLJ1, 100 điện sử dụng của điện Nhật 100V 55W, made in của nước China sản xuất. Có thể hợp thêm cổng sub và đồng thời là 6 cho tới 16 ohm là chìa khóa và line nghe nhạc. Và dây nguồn bị cắt đấy các bác nha. Cắt này là cắt dài đấy, em không cắt đâu. Đây, chẳng qua là em cũng bận, với thứ hai là em làm biếng, cho nên em không nối thôi.
để cho anh em về vọc vạch tí hàng Nhật cho nó vui, giống như cảnh như em, giống như em hay vọc vạch thôi. Đấy. Cắt nguồn chưa nối 290k em bao ship này. Bác nào lấy về là 99% là sống. Đấy, bởi vì hàng của em này bán thì các bác biết rồi. Em không phải cái dạng người mà linh tinh lăng tăng test xong rồi mang đi không chạy xong rồi cắt. Gần như là 10 người mua thì 9 người là ok, là lời. Mã số 7 các bác này. Em lên mã số 8 này. Mã số 8 một cái đầu ken này. Ken này là ken của SH3 MD. Con ken này sử dụng điện Nhật, điện 100V 55W các bác, mắt in của China sản xuất. Có tích hợp cổng súp này để gắn súp điện độc lập AUX này. Con này là trở khoáng là 6 cho tới 16 ohm. Hàng nguyên zin của nguyên bụi. Đây, mã số 8 các bác, em đã test này, CD chạy ok, MD chạy ok, AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop và điện thoại, có thể gắn thêm Bluetooth rời. Ở trên Lazada mua về nghe nhạc không dây 25-30k các bác. Mã số 8 em bán 350, em bao ship luôn. Chỉ có 300 với 350, mỗi một cái lời 10.000 với 20.000 là ok rồi các bác. Thế thôi. Em lên mã số 9 này. Mã số 9 thì em lên một cái đầu CDX5 của JQA này. Đầu này là JQA, sử dụng điện 100V các bác nhá, 21W này. Mã số 9 này, con này không có AUX các bác nhá. Chạy TAP là 1, CD là 2, FM full tần số như con đài. Đấy, ba cái này chạy hết ba chức năng là CD là 1, băng là 2, FM là 3, 108 rồi trên máy luôn. Mã số 9 này, 250.000. Em bao ship này, 250k đấy các bác. Em lên mã số 10. Mã số 10 hôm nay em lên một cái đầu của Panasonic BM35MD này. Xanh xanh vàng vàng, vỏ bằng nhựa, hàng nguyên zin và nguyên bụi. Con Bana này sử dụng hệ hai cầu các bác nhá, 4 dây loa, trên 4 dây và dưới 4 dây, bát jack đi dương bịt. Sử dụng điện Nhật, điện 100V 53W. Chìa khóa của dòng Bana này là 4 ohm các bác ạ. Em xem cho nó kỹ thông báo, không có các bác lại bảo là em nói sai. 6 ohm các bác, cho đến 16 ohm. Đây các bác, và dây đây là dây nguồn. Số 8 em sẽ gửi kèm theo cho các bác. Ê, ngoài ra thì ở trên này có BMB để nghe nhạc bằng cái cổng này, rất chi là mạnh, giống như uy lực hơn cổng AV các bác nha. Em là test con này là CD là chạy, là đĩa Nhật là chạy, đĩa Việt Nam sức là không chạy, tức là gọi là kén đĩa. MD là chạy ok, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop là ok. Mã số 10 290k em bao ship luôn các bác. Đấy. Hàng đưa nặng cả 6-7 kg, đưa từ Nhật về cam về Việt Nam. À, về Sài Gòn về tới Bình Dương đến tay người anh em chúng ta chỉ có 290, chắc là không đủ phí, kể cả là phí gửi từ bên Nhật về. Các bác nào hay mua nhà hàng bên Nhật hoặc là có con cái ở bên Nhật thì biết rồi, 180.000 đồng 1 kg, con này 6 kg thì gửi về tới Việt Nam hết 1,2 triệu các bác nha. Em lên mã số 11. Mã số 11 là lên một cái đầu của Kenwood các bạn ạ. Con Kenwood này là model là NDL100 các bác nha. Đấy, sử dụng điện Nhật 100V 55W của Malaysia sản xuất. Con này thì cổng BC in này bằng cái đầu này thì các bác có cổng các bác nghe này, súp này. Ở đây là dây loa này. Dòng ken này là 6 cho đến 16 ohm trở khoáng này, anten của AM và FM các bác nhá. Con này là tình trạng là CD chạy ok,
MD chạy ok, có USB để các bác nghe nhạc mạng này, tải về. Và AUX thì phải cần khiển các bác nha, audio in này là phải cần khiển này. Còn có jack thì nghe cổng BCX đằng sau là màn hình có cái để chúng ta chỉnh nha. Mã số 11 này, 300k em bao ship luôn các bác. Đó, như thế đấy các bạn. Em lên mã số 12. Mã số 12 lên một cái đầu CD và đầu hãng của HDMI này. Này các bạn, sử dụng điện Nhật, điện 100V. Đấy, các cổng ăn chơi như là HDMI là một, các line để lấy tín hiệu vào, ra và optical, đấy, tia quang, còn nhiều cổng khác nữa. Đây các bạn. Bản này bản 25, đấy, DVD bị đứt dây khu loa này. Em xả luôn đi. 300k em bao ship luôn các bạn. Các bác về thay dây khu loa là ok, cái dòng này bền lắm. Mấy cái hi-fi đời mới này nó bền lắm các bạn. Em lên mã số 13 này. Mã số 13 lên luôn một cái của HDMI này, size 27 các bác nhá. Đấy, đây là những công năng có ghi ở đây này. DVD này, DTHD này, gì đây các bác? Đây nhiều lắm. Đấy, HDMI này, USB này, cổng len, cổng LAN này, len đây các bác. Optical này, video này, các lấy tín hiệu vào ra này. Con này về thay dây gu loa xong rồi lấy tín hiệu xem bóng đá, làm quán cà phê cũng hay đấy các bác. Đứt dây gu loa rồi các bác. 400k em bao ship con này. Em lên mã số 14. Em lên thanh lý cái đầu MD này. MD của MD giải mã của Kenwood. Đấy, có cái đầu MD mà linh kiện nặng ghê các bác. Con này cho nặng 6 7 cân ghê thiệt. Rất chi là mỏng. Kenwood DME9 này, sử dụng điện Nhật, điện 100V, Japan sản xuất, optical đấy các bác. Đây là jack out và in, đứt dây gu loa à, đứt dây nguồn rồi các bác nha. Rồi anh em về lau lại mắt, chỉnh sửa lại này. 200k em bao ship này, lấy tiền thùng chốt và tiền bao ship gửi cho các bác. 200k. Còn bác nào thích tự chịu ship lấy thì em bán luôn 150 luôn. Các bác nha. Em lên mã số 15. Mã số 15 lên một bộ đôi của Denon các bác này. Bộ đôi này là bộ đôi 5.1, bao gồm một thớt âm ly, một thớt DVD, kim CD các bác nha. Con Denon này là UAVC310, sử dụng điện 100V 70W các bác nha. Công suất rất chi là cao. Mắt in của ông China sản xuất. Đây là các jack loa, chụp round center, line nghe nhạc, optical in và out. AUX cũng nghe optical luôn. Rồi cắm ở đây, thích cắm ở đâu cắm. Đây các bác. Đây là video này, video út này. Đấy. Optical này, thích làm cổng nào thì làm. Rồi mã số 15 của ngày hôm nay thì tình trạng là nguyên zin và nguyên bụi Nhật các bác nhá. DVD là chưa chạy. Và âm ly là chạy ok, có hệ thống chỉnh nha, như là loa center này, các bác thích nghe thì vặn lên. Chụp rao này, đấy. Chụp ao này. Mã số 15 1,5 triệu một cặp. Bác nào lấy âm ly thì hú em, lấy cái CD thì hú em, lấy lẻ cũng ok luôn, cái gì cũng được. Hoặc là mua cái dây nguồn em bán luôn. Em rất vui vẻ. Em lên mã số 16 này. Mã số 16 của ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của DVD Denon này, CD Denon này, thanh lý các bạn. Con này size 20 thôi, mỏng nhẹ đẹp. Đây các bạn, các cổng ăn chơi đây. Bông sen video, bông sen AUX này, bông sen lấy tín hiệu ra này, out này, video này, S video này, optical in và out này. Đấy, sử dụng điện Nhật, điện 100V các bác nhá. Made in China sản xuất. Tình trạng là chưa chạy CD các bác nhá, chưa chạy DVD. Thanh lý 300k em bao chiếc con này.
Em lên mã số 17 các bác ạ. Mã số 17 hôm nay lên một con đầu Ongyo. Ongyo này là của CR185 các bác nha. Đầu này dạng xưa hơn một tí. Cho chất âm xưa hơn. Linh kiện dày hơn. Chưa cải tín mấy. Gia ban sản xuất, điện sử dụng điện 100V 40W các bác. Optical chỉ có out không có in. Chở khoáng 4 cho đến 16 ohm. Các loa nghe nhạc. Mã số 17 các bác này. Chạy AUX, CD là không chạy các bác nha. Đứt hết dây của loa, dòng này lâu lắm rồi. 480k em bao ship này. Bác nào về thay cái dây của loa, gái CD chạy phát là nghe luôn. Ok luôn. Ác bác nào thích về CD. Thích về CD thì chắc cũng chỉ có thập niên các bác sinh năm 1960 lộn về đây thì mới thích CD thôi. Năm nay cũng 65, 66 tuổi rồi. Em lên mã số 18 này. Em lên một cái đầu của Tech các bạn. Đầu Tech. Đầu hệ số đời rất là cao đây các bạn. Vừa hím này, vừa ít này, vừa cao này. Đây các bạn. Ui, jack loa này. Jack AV này các bác nhìn thấy không? Vàng chanh, nhìn là thấy thích rồi. AM và FM này, chạm này, chạm loa vào bắp chuối này. 6 đến 16 ohm các bác này, optical này. Ao này. Sử dụng điện Nhật, điện 100V 50W các bác nha. Chất âm khá hay, nhẹ nhàng, chi tiết. Tình trạng em đã test này, CD không chạy. AUX nghe nhạc qua máy tính laptop, điện thoại có thể gắm thêm Bluetooth. Và bắt chép âm 10 và cộng 10, nghe đa thể loại dòng nhạc. Con này ghép tốt cho bộ đôi loa cổ tầm bass 20. Càng cổ càng hay. Nghe Guta, Bero, mấy cái dòng nhạc này, xưa rất là ok. 1.3 triệu em bao ship này. Mã số 18. Em lên mã số 19. Mã số 19 của ngày hôm nay em lên được cái đầu của Ongyo FRB7 này. Trước màn hình điện thoại của em đây. Rồi đầu này là sử dụng điện 100V 56W của Japan sản xuất. Tích hợp thêm cổng xúc các bác này. Chở khoáng 4 cho 16 ohm để các bác ghép loa. Bao gồm các line nghe nhạc giống như là lin, tab. Các bác thích nghe line nào thì các bác nghe nha. Rồi đầu này là dưới là mặt phay màu vàng. Trên là mặt phay màu đen, kính màu đen, màn hình xanh. Con này là CD MD không chạy các bác nha. Chỉ chạy AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop, điện thoại và có thể gắn thêm Bluetooth thôi. Mã số 19 này này. Em bao ship luôn. Nặng khoảng 6-7kg, 7-8kg, 690k em bao ship. Em lên mã số 20. 20 thì em lên một con Bioner này. Bioner các bác. Người ta hay đọc là Bioner đấy. Đấy. MDX737 này. Con này nặng chục kg các bác. Chả biết nó sản xuất bằng cái sắt, bằng cái gì mà ghê thiệt. Hàng đời giờ thì làm gì có nặng như thế này. Sử dụng điện 100V 54W các bạn. Mắt in của China sản xuất 6 cho đến 16 ohm. Chở khoáng các bạn nha. Nặng kinh khủng luôn các bạn. Rồi con Pioneer này màn hình không mờ các bạn nha. Chữ rõ nét. CD 3 khay chạy ok. AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop, điện thoại ok. Băng táp chạy ok luôn. Đấy. Và có mỗi mình MD là không chạy thôi. 350k em bao ship các bạn nè. Nặng khoảng 10kg. Em lên mã số 21. Kết thúc video ngày hôm nay em lên một bộ đôi. Một hai thớt của Victor các bác nha. UX Queen 1. Đây các bạn. UX Queen 1 này sử dụng điện 100V 35W các bác. Cáp đầy đủ. Dòng Victor này 4 đến 16 ohm. Đấy. Dòng này cũng khá lâu rồi, khá cổ. Rồi con này của em thì AUX nghe nhạc. Tình trạng là AUX nghe nhạc qua cái máy tính, điện thoại, laptop này. CD thì kén các bác nha. Táp chạy ok, tức là băng đấy. FM là full tần số 108 giò trên máy 2 thớt này.
Đấy, chứ màn hình điện thoại của em đây. 500k em bao ship qua này. Chất âm của Victor, tiền thân của GVC. Và kết thúc video của ngày hôm nay thì một lần nữa cho em gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các anh em luôn may mắn. Em xin kết thúc video này các bác, hẹn các bác lại ngày mai ạ.